Sự tích người sói. Ngày xưa, sau khi Thượng Đế tạo ra muôn loài, Ngài rất hài lòng vì sự đẹp đẽ và đa dạng của các cõi. Thế nhưng, vẫn có một điều khiến Thượng Đế cảm thấy trăn trở. Ủa, chuyện gì thế kia? Một con quỷ sứ đang đuổi theo một người thợ săn sao? Anh ta sẽ nguy mất, phải cứu anh ta mới được. Xích chút nữa thì bắt được con mồi, thế mà còn để vụt mất. Hay có ai chỉ đường cho hắn thoát nhỉ? Mà mình đã dụ hắn vào tận trong vùng đầm lầy tối tăm này mới ra tay rồi, thì ai biết mà giúp hắn chứ. Ôi trời ơi, bực mình quá đi. Miếng ăn đến miệng rồi mà còn tức chết đi được. Loài quỷ sứ xem chừng vẫn còn quá nhiều xấu xa, suốt ngày chỉ kiếm cớ hại người. Nếu chúng không chịu sửa chữa thì muôn loài dưới đó khó mà yên ổn đây. Phải gọi chúng lên đây giáo huấn thêm mới được. Không thể để chúng tự tung tự tác như thế được. Giá mà ta cũng có vật nuôi đi sai bảo như con người thì sẽ chẳng bao giờ để thoát con mồi nào hết. Là bây giờ bụng ta đói cồn cao thế này. Ủa, ai thế? Sao các người lại ở đây? Chúng ta là vệ binh của Thượng Đế. Thượng Đế cho triệu hồi nhà ngươi. Bao theo chúng ta. Hả? Có chuyện gì mà bóng dương Thượng Đế triệu hồi thế nhỉ? Liệu có điều gì xui xẻo không đây? Cứ thử đi một chuyến xem sao, biết đâu lại gặp may mắn. Nhanh chân nào, đừng để Thượng Đế đợi lâu, Ngài sẽ nổi giận đấy. Đi thôi. Khởi bẩm Thượng Đế, thần có mặt cả. Không biết người có gì sai bảo, thần xin sẵn sàng nghe lệnh. Quỷ sứ, từ ngày muôn loài với trần gian bắt đầu cuộc sống, ta chưa có dịp gặp ngươi. Này cho gọi ngươi lên đây, để nghe ý ngươi về cuộc sống dưới đó xem thế nào. Ngươi nói xem. Thầu Thượng Đế, tác phẩm của người quả là hoàn mỹ rồi, không có điều gì đáng chê trách. Cuộc sống của con người vô cùng tốt đẹp, người hãy yên tâm ạ. Ý ngươi thật là như vậy sao? Thế còn về tự bản thân nhà ngươi, nhà ngươi thấy mình thế nào? Ngươi làm việc có tốt không? Sao Thượng Đế hãy muốn hỏi về bản thân mình thế chứ? Ngươi muốn dò xét hay điều tra gì về ta sao? Hay là chỉ đơn giản muốn hỏi thăm ta thôi? Nếu thế thì không có gì đáng lo hết. À đúng rồi, đây quả là một cơ hội hiếm có. Ta phải tranh thủ cơ hội này để xin người toại nguyện mới được. Muôn tàu Thượng Đế, bản thân thần biết rằng mình còn rất nhiều khuyết điểm. Thần sẽ cố gắng thay đổi và hoàn thiện bản thân. Xin Thượng Đế rộng lòng chỉ bảo cho thần biết ạ. Người biết thế là tốt. Ta nghe được như thế rất hài lòng. Hãy cứ như thế mà phát huy. Dạ, đa tạ Thượng Đế đã quá khen. Tốt. Vậy người hãy trở lại trần gian, tiếp tục công việc và cuộc sống của người đi. Thần còn một chuyện muốn bẩm báo với Thượng Đế. Xin Thượng Đế bớt chút thời gian lắng nghe ạ. Có chuyện gì, người hãy nói đi, ta đang nghe đây. Và cũng nhân đây, thần muốn xin người một ân sủng, xin người hãy toại nguyện cho thần ạ. Người nói đi. Muôn thâu Thượng Đế, trong thời gian sinh sống với trần gian, trải qua biết bao nhiêu chuyện, thần chợt nhận ra một điều. Thần thấy ở dưới trần gian, thật ra vẫn còn thiếu một con vật nữa. Chính vì thế, thần muốn xin người tạo thêm một loài vật ấy. Thiếu một con vật ư? Nếu ta nhớ không nhầm, thì ta đã tạo ra rất nhiều con vật rồi mà. Người nói xem đó là con gì? Đó chính là con vật thật khỏe mạnh và nhanh nhẹn, để có thể canh giữ được cả khu rừng rộng lớn, để tránh bị con người chặt phá cây rừng và săn bắn bừa bãi ạ. Ta đã tính đến chuyện đó, nên chẳng phải trong khu rừng đã có các loại thú dữ như hổ, gấu rồi hay sao? Như thế còn chưa đủ à? Bọn chúng không thể bảo vệ được khu rừng sao? Đúng là đã có thú dữ, nhưng khi mùa đông đến, chúng đều đi ngủ và tránh rét hết. Lúc ấy rừng xanh chẳng ai trông nom cả, Thượng Đế ơi! Cây cối trong rừng bị tàn phá, muôn loài bị săn bắn rất tội nghiệp. Chính vì vậy, thần mới mạo muội xin Thượng Đế tạo thêm một con vật nữa.
Vậy người nói xem, con vật đó sẽ như thế nào? Người muốn ta tạo ra loài gì đây? Tàu Thượng Đế, nếu được người cho phép thì thần xin được tự tay làm ra loài vật đó được không ạ? Và thần sẽ dạy dỗ nó trong coi khu rừng thật cẩn thận. Đúng là nếu quỷ sứ đã có ý tu tâm dưỡng tính vì mục đích tốt thì cũng nên khuyến khích, cứ để cho hắn làm việc này xem sao. Ta cho phép nhà ngươi tạo ra loài vật ấy. Khi nào làm xong con vật đó, ngươi hãy nói câu thần chú sau. Hãy sống dậy và diệt trừ ma quỷ có giả tâm. Loài vật đó sẽ được ta ban cho sự sống. Dạ, đa tạ Thượng Đế. Thần sẽ làm theo lời của Thượng Đế ạ. Vậy là từ nay, ta sẽ có loài vật ngu của mình rồi. Ta có thể sai bảo nó làm việc cho ta. Ta thật là thông minh. Ngay đêm hôm đó, quỷ sứ hì hục tạo ra con vật theo ý của nó. Nó dùng một cây sào cứng hình trụ dài làm xương sống cho con vật, một khúc gỗ to hình trụ làm đầu. Quỷ sứ lại lấy một cục gạch cắt khối chữ nhật làm lưng, lấy nhành cây dương xỉ làm đuôi, chân là bốn khúc cây nhỏ hình trụ, còn trái tim của con vật đó là một hòn đá cuội tròn xoe đen xì, có khối hình cầu. Lồng trên người con vật được quỷ sứ dùng rong rêu phủ lên. Khi sắp hoàn thành con vật của mình, quỷ sứ không quên gắn hai viên than hồng làm mắt và lấy đinh sắt nhọn làm răng và móng vuốt. Cuối cùng con vật đó cũng được hoàn thành với dáng vẻ vô cùng hung dữ. Xong rồi, ngươi sẽ là con cưng của ta. Ta đặt tên cho ngươi là Chó Sói. Giờ đến lúc đọc thần chú cho ngươi sống dậy nào. Nếu dùng đúng câu thần chú của Thượng Đế thì chưa biết được lợi hại thế nào. Vậy nên để cho chắc thì... Phải rồi, mình sẽ đổi lại câu thần chú đó. Mình sẽ đọc theo ý của mình. Con vật này sẽ phải nghe theo lệnh của mình. Nào, hãy sống dậy và tiêu diệt Thượng Đế. Quái, sao nó không có động tĩnh gì thế? Có phải là do mình đã đọc sai câu thần chú không ta? Hay là mình đọc một lần chưa đủ? Phải đọc thêm nhiều lần nữa mới linh nghiệm chăng? Hãy sống dậy và tiêu diệt Thượng Đế. Hãy sống dậy và tiêu diệt Thượng Đế. Thật quái quỷ, sống dậy đi. Ta đã mất bao nhiêu công sức để làm ra ngươi, mà ngươi cứ đứng trơ mắt ra thế hả? Thật là vô ơn. Mau sống dậy để làm việc cho ta đi chứ. Sống dậy đi. Tên quỷ sứ gian ác này, hóa ra hắn cố tình đọc sai câu thần chú để âm mưu diệt trừ các Thượng Đế. Thật to gan. Hãy bảo vệ bẩm báo với Thượng Đế thôi. Tội này của hắn không thể dung thứ được. Hãy thức dậy và tiêu diệt Thượng Đế đi. Hãy thức dậy và tiêu diệt Thượng Đế đi. Dạ, buông tâu Thượng Đế. Chúng thần đã tận mắt thấy như vậy à? Hắn đúng là quá to gan ạ. Xin Thượng Đế hãy trừng phạt hắn thật nghiêm khắc. Bản chất của hắn đúng là khó bề suy chuyển. Hắn không những muốn hại con người mà còn dám cả gan có ý định hại cả ta sao? Muôn tâu Thượng Đế, tội của hắn thật sự không thể dung tha. Thượng Đế là ai chứ? Là người tạo ra vạn vật, là đấng tối cao của muôn loài. Vậy mà hắn dám có ý định tiêu diệt người sao? Thượng Đế hãy để chúng thần xuống trần gian bắt hắn lên đây cho người trị tội. Không cần, cứ để hắn ở lại trần gian đi. Ta không muốn hắn xuất hiện làm ô uế nơi thiên đình này. Không cần ư? Sao lại thế ạ? Người không trừng phạt hắn sao? Lẽ nào người không tức giận khi hắn dám hành xử như thế với người sao? Phải đó, đến chúng thần còn cảm thấy phẫn nộ nữa mà. Hắn quả là một kẻ xấu xa độc ác, mưu mô xảo quyệt và cực kỳ gian xảo ạ. Ta đâu có nói là sẽ tha cho hắn, nhưng ta không cần ra tay, bởi vì ta ra tay sẽ làm bẩn tay của ta. Các người yên tâm, nếu hắn không có ý tu tỉnh thì hắn sẽ nhận được một bài học đích đáng. Nhiều nhân nào ắt gặp quả nấy thôi. Cứ để hắn tiếp tục với câu thần chú đó đi. Ngươi thật to gan. Ta đã cất công tạo ra ngươi mà ngươi không nghe lời của ta. Đúng là đồ vong ân bội nghĩa mà. Được rồi, vậy ngươi hãy sống dậy theo câu thần chú của Thượng Đế, rồi ta sẽ bắt ngươi phải nghe theo lệnh của ta. Hãy sống dậy và tiêu diệt ma quỷ của giả tâm. Hehehe
Chà chà, nó sống vậy rồi, đúng là phải theo câu thần chú của thượng đế thật. Nào, dài nghe lệnh của ta. Được lắm, trong người cũng oai vệ và mạnh mẽ lắm. Giờ thì hãy theo ta đi tiêu diệt thượng đế và loài người nào. Sao nó cứ nhìn mình chằm chằm thế? Nó không nghe lệnh mình sao? Nó định làm gì? Hay là mệnh lệnh của mình chưa đủ lớn? Cho sói nghe đây, nghe lệnh của ta nào. Ở chuyện gì thế này? Sao nó lại đuổi theo mình thế này? Nó định tấn công mình sao? Dừng lại, cho sói dừng lại, không được đuổi theo ta. Các người thấy đấy, ta đã cho hắn cơ hội để tạo ra một sinh vật huyền thoại. Nếu hắn thực sự thành tâm như lời hắn nói, thì hắn sẽ có trong tay một sức mạnh rất lớn. Thế nhưng, sau tất cả đều là những lời gian trá và giả tâm ác độc, thì đây là một cái kết chẳng thể nào tránh được. Hắn sẽ phải trả giá cho chính thủ đoạn của hắn gây ra. Vậy là chính với câu thần chú Thượng Đế đã ban, quỷ sứ tưởng rằng mình sẽ thao túng được chó sói. Nhưng ngờ đâu, khi sống dậy, chó sói đã truy lùng và tiêu diệt quỷ sứ. Cho đến ngày nay, chó sói vẫn mang trong mình nhiệm vụ mà Thượng Đế đã ban, đó chính là truy đuổi loài quỷ sứ độc ác có giả tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!